cây đang phát triển rất là tốt. Mà cái form hoa và cái màu hoa nó rất là đậm nhá. Bí quyết chăm cây thật nhàn cho thời buổi hiện đại, dành cho bác nào bận rộn nhưng vẫn muốn vườn kiểng nhà mình tươi tốt quanh năm. Trung tâm nhà em xin giới thiệu thần dược thức tỉnh mọi loại cây trồng, viên vitamin tan chậm nhập khẩu Hungary, là chế phẩm sinh học an toàn hàng đầu ngành nông nghiệp, chỉ một viên dùng cho một tháng, không cần dùng bất kỳ loại phân bón nào khác. Chỉ một viên nén tan chậm cung cấp các khoáng chất đa, trung vi lượng, cung cấp vitamin cho cây, giúp hoa kiểng ra màu rực rỡ, các loại rau màu thì trái ngọt, mọng nước quả to. Đồng thời là sản phẩm kích bật chòi và phục hồi các loại cây thiếu khoáng chất, chậm phát triển. Sản phẩm bên nhà em đã được sự tin tưởng của 5.000 nhà vườn và các bác chơi hoa. Chương trình khuyến mãi giảm 50%, chỉ duy nhất trong hôm nay, chỉ 1.000 đồng một viên, giao hàng ngay từ 100 viên, cho các bác nhấn nút mua ngay bên dưới video nhé.